Tao mày tao cáo tao mày nè. Tao ba thằng âm minh nào nãy cũng bằng tên dường miếng dường giấy. Trời ơi. Bốn. Như cậu là nem. Quýnh một tem nem là quýnh 200 ngàn. Ừ. Quýnh là giấy nước 200. Bây giờ ổng lộn chữ đạp cà mấy đứa chữ. Cái giấy quần nào chữ tao dữ vậy? Quá. Quá. Nãy mày chữ rồi mày ấy. Ai biết. Mày trông trông mày chữ tao mày. Người quýnh người cậu quýnh vô quýnh đồng quá. Quýnh vô tụi bay gái tao ghét tao bè kia. Mày bước ra nói chuyện tao mày. Thôi thôi thôi. Mày bước ra. Mày thấy không? Con sợ kia mày lý đúng không? Con sợ kia mày lý quýnh vậy thôi chết rồi. Trời dí à. Dí à dí à. Trời ơi. Nói thiệt với các bạn giờ. Anh em nào cái chơi game nói chung cái đây là nó là đời sống hàng ngày vậy các bạn. Chơi game là quýnh lộn quýnh lậu. Đó. Quýnh chơi game. Cái đây là chơi. Chơi game mà dí quýnh nha anh em. Đó đó cũng xách dép nữa. Thôi thôi thôi. Thôi 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 thôi. Thôi thôi thôi. Mày chơi game. Mày bữa nay xóa điện thoại tao luôn nha thằng quần kia. Nhưng mà tao nó kéo mày vậy á. Nhưng mà nó tố cáo cậu bay ấy. Mày nó tố cáo lần xuống tầng tao 12 mà hai mấy thì tính khu hai mấy. Sao quýnh kia anh? Thôi 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 bình tĩnh. Tức dữ mày. Thôi thôi. Mày còn kéo vậy đáng. Gì đến thì cũng sẽ đến các bạn à. À ngày hôm nay anh em tụi mình được anh Hân anh cử tới với mục đích là có một cái từ từ đợi em nói cho khán giả đừng có nôn. Có nghĩa là ở trên mạng có những cao thủ thách đấu chờ liên quân với lại team mình đó. Thì hôm nay á là chỉ có anh Hân với cậu bảy là chào giỏi nhất. Cho nên là mày mở nhanh đi chứ đỡ tao chờ đợi giữ mày. Có mấy thằng em nè đây nó quýnh trận đây thì từ từ nó vô chứ cậu làm gì vậy? Tụi nó vô tao kéo hết tao. Bình tĩnh những game cậu ấy cứ hở ra thì chứ luôn vậy mày. Chứ tao đi thi quốc tế mà tại vì tao quýnh với tụi bạn không được vậy. Thôi cậu ấy ơi. Mấy quần này mệt chứ mày. Mưa ấy là mưa. Mày cất cái camera giùm tao cái gì đó. Tao quýnh trận game yêu bóng tao vừa tao bán đứng game. Bây giờ nè cậu ấy tự tin kinh nghiệm của cậu ấy nó như thế nào? Tao trùm thứ dữ mà nó lẹ mày. Tao ủi hết tất cả luôn á. Gấu búp. Thằng nào gấu mập địch chạy. Chú kẹt cỡ nó. Thằng nào bí hiền vậy? Cái bí hiền đứa nào vậy? Bí hiền là con gái. Đồ này tao bị dữ. Nhắn ai lắm gì vậy? Đúng cậu bảy. Đây là một cơ hội để mà cậu bảy thể hiện cái bản lĩnh quýnh game cậu bảy. Đúng rồi. Dở chứ dở gì có. Đây vô nè đây. Sẵn sàng nè. Tao chào lúng sợ mẹ gì. Đó. Nói tụi nó là. Thì hỡi những anh em. Những anh em biết chào liên quân thích là nhất với team YouTuber mình 77 Bình Định. Anh em tụi mình. Quýnh lố luôn hả? Quýnh lố luôn hả? Quýnh lố luôn hả? Kém sổ đỏ luôn. Mình chỉ gánh team anh em ơi. Thì mình chỉ quay một cái trận liên quân. Nó cứ xìa xìa cái má tao vô à. Quả bây. Ê như mình quay liên quân vậy mình đăng lên YouTube được không ta? Được chứ bình thường mẹ. Má lỡ người ta nói mình tao thích dữ sao? Nói chung là cậu bay quýnh ngu á là cậu bay phải thua. Vậy rồi. Tao gánh team không hả nha. Mấy thằng kinh mà cậu bay hiểu đâu thiếu gì. Cậu bay thần kinh. Mở lo lên coi mấy thằng quần. Mở chạy. Mấy thằng quần kia mở lo lên coi. Tao chỉ đạo cho đường quýnh nha. Mở lo lên coi. Tao chỉ đạo cho đường quýnh nha. Được. Trên mạng mà nó biết đứa nào. Ý là quen sơ sơ thôi chứ còn đâu biết tụi nó. Hiểu không cậu hiểu không? Thì giải mình mà. Bé Hiền ơi. Bé Hiền mở lo lên cháu. Ấy lộn quên lên em. Con gái 26 tuổi rồi. Banh đó. Nó kêu tao kêu nó bằng em được không? Được em. Được rồi. Em ơi mới lo mới biết lên em. Bé Hiền ơi. Bé Hiền ơi. Có đường dữ trời. Mày giúp Bé Hiền ấy xu kia. Được má cái gì mà tao đi à đơ. Thì lúng túng cho bằng á. Mình nói thiệt là mình cũng không hiểu lắm các bạn à. Nhưng mà cái game này á là nó cần tinh thần đồng đội. Và quan trọng á. Bé ơi bé mở lo lên cháu. Mở lo lên. Gà. Chúng nó. Chứ sao chứ cậu. Mẹ. Nó chớ sao. Bị gà thành điếm thúi. Trời. Đây nè. Nó chứ cậu là. Là chứ cần có mặt chứ không cần quýnh. Để đưa tao support cho tao gánh team cho. Tao support hết cho mấy người. Tao là gồng lên là. Anh em nào yêu thích và từng muốn chơi liên quân thì gặp team mình. Bé Hiền. Một phe mình chấp một ăn mừ. Dạ đó, đó. Mẹ nó kêu gặp con gà. Ai nói vậy? Cái thằng gấu mất nè.
Cái thằng gấu gấu mập địch chơi gì? Thầu quýnh đừng sân si. Cậu mấy thầu quýnh sân si. Sao giành nhau đi rừng vậy? Chết mấy thằng âm minh đi giành nhau đi rừng vậy? Tao mấy thằng khốn nạn. Thầu con á. Con lỡ con quên biết nó chọn con Triệu Văn á. Mày muốn tao kéo mày không? Hay là thầu tao dùng điện thoại đi? Thầu lỡ lỡ. Thầy quýnh game mày cua gà giữa bay. Lỡ thầu quýnh vậy bấy. À, những anh em nào mà không đam mê game thì cũng thông cảm nha, tại vì cái video này á là một cái video troll nha các bạn, cho nên là các bạn phải theo dõi mới biết tại sao anh tự luôn vậy. Thấy người vui thua mất có 200.000 mà cậu làm như vậy thì mà bây phải uống đàng hoàng đúng lên rồi tao kêu cho tao thứ dữ mà nói chuyện với mấy khứa bay thì mấy đều reo mặt. Mà sao mấy anh đây nó không bật lo lên tức nữa. Sao nó... Mà tao ghi chữ bị cái gạt không mà tao... A few moments later. Rồi hai bay đi rừng, rồi đứa nào đi đường top 2 anh quần quyền. Mày bả rừng mẹ nó hay không? Mày đi đường top mẹ nó. Vậy nó sai vị trí sao? Chứ bây giờ ai biểu nó đi rừng rồi mày chui vô mày đi rừng nữa. Thật chết nữa. Thằng quần mía này. Giết nó nè, cái thằng quần nào đi ở đời tao gai dữ bay. Cái gì vậy? Thương tháng nặng này lái 500 ngàn ấy. Tự nhiên tiền tôi góp uống kịp hơn. Chán mấy quần gơ gốm á. Thôi đừng chứ nữa. Quýnh quýnh được người mẹ này. Đừng chứ nữa. Cái gì cậu ấy? Quýnh game cậu chứ đồng đội này làm sao mình nó có tinh thần nó quýnh cậu hiểu không? Cái thằng mập địch. Cái thằng mập địch anh nhanh bùa xuống canh tao coi. Thu cậu ấy ư. Tụi gai chớ bay coi nè. Nhào vô. Tao vô nè, tao giết luôn nè. Chứ cậu quýnh gì cậu núp lùm luôn vậy cậu bay. Trời ơi. Mày chấu tao sao mà không cứu tao mày. Thôi, chết con nữa ở đây. Thâu, rộng, nguồn là tao gai dữ mày. Không đấy, tao năm sợi luôn nha các bạn. Năm sợi không, mày bả ra mày. À, quên. Mày. Một lần nữa mà, lúc con bắt mà cậu núp trụ là cậu áp cái luôn á. Ôi gì hả? Thôi cậu bay. Tao trùm quýnh lém mày hiểu không? Tao lòn ở phía sau tụi tụi nó hiểu không? Mỗi lần quýnh là mỗi lần kinh cãi tao nói là đứng trong chung. Lấy giấy vô nhà đi. Dạ thôi hai cái. Hai cái giao quýnh đi. Mày kêu mày không lên được bạch tin anh tao kéo mày thầu chứ tao thèm mày quá. Đi toilet cái hả? Sao đâu có ok chưa? Ok nha. Bây giờ chưa biết gì đâu nha. Đánh dữ vậy. Bị gà đánh được không vậy? Hả? Được không? Sao mà ông lấy nít khác mà nói nít bé hiếu mày. Ông kêu mày bé hiền kìa. Ông biết đâu. Mày cẩn thận lắm nha các bạn. Mấy ông ngu quá mà. Hả? Mấy ông ngu thì ông ngu. Tôi sụp sạc. Dẫn tin nha anh em. Dốt sao ngu rồi mấy cậu ấy ghẹn. Cái nói mày râm đi hả? Chứ những tin chữ không quá. Đúng con vẹt, đúng con bò. Đấy, đúng rồi. Bà đúng là ngu như bà. Ông bà gì mà ngu như bà. Ông đâu? Chú, được mấy ông nấp mẹ nào ngu sao mà. Ông ấy. Ờ. Ông đâu? Dốt sao mà. Mẹ đi kìa, đánh tù rô, đánh trâu bà ngu như bà. Dốt. Mẹ, thằng ngu. Mẹ. Trời ơi, như vậy. Ông kêu mày là con gấu mỡ ngu như con bò. Coi chuẩn bị hết mẹ. Sao mày ống chặt khơ rồi khơ đổ cho rồi đi đâu bại mẹ vậy biết đâu ông nào ông biến mẹ ông ở trong rừng này coi khùng sao vô nó trốn vậy ngu mà. Trời chút ơi sao cứ nó nấp vậy. Tao trùm quýnh lén nói lẹ mày tao chứ, cái gì? Đứng đây cho nó liền cho nó cậu lên bé. Cấp mạnh á. Quả chứ cậu bé đi sấp bò mà cậu bé vô rừng cậu đứng nghe cũng bùa làm gì. Thì tao phải luyện công đồ lên tao ái đồ quần đỡ cho nó cái thứ dữ nó lên. Ê mẹ mày thấy cái dòng xanh xanh không? Chừng khi nào mà nó lên con cái không bao giờ quýnh game cậu bé lên luôn cái à? Sức mạnh của cái dòng xanh xanh đây nó lên màu xanh đậm á là nó mới ông liền thua mà sao cứ cười luôn nhảy đồ tao tao bứt dây rồi á quýnh game mới kêu gì đâu không á sao cứ nấp chỗ kia hiện chứ cứ cần tô rô tao luôn một con một dây rồng chứ con tô rô mà cậu quýnh không được quýnh được con gì nữa cậu bé ốc chó mày mà thằng nào chút nữa tao gánh cho coi tao trùm quýnh liếng gánh mà cứ đứng nấp bây giờ mà gánh thì mình quýnh liếng chút xíu nữa mình quýnh liếng sao chưa chắc
chú này nó chơi ốc trâu nữa kìa. Trời mẹ ốc, ốc trâu á. Má thằng yêu xuân nó chơi cái này không thấy với mày. Ốc trâu. Mày, mày thấy không? Tao luyện công cái là gì 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 gì. Mày, mày quần sao nghe là tao trơn mày. Nấp nữa quá. Chưa. Cái trụ này nó hấp năng lượng dữ lắm. Ôi, cậu đi cái kiểu gì vậy cậu bấy. Từ từ chờ tao chút luyện công cho mạnh nè. Sắp bọt là phải đi với Adơ cậu yếu không? Sao ông thua ông cứ cười vậy không? Mày cút mẹ đang quýnh game đang nâng nè, nè mấy anh em á không để ý là cứ mỗi lần cái dòng xanh nó lên đây nè là nó chuyển qua màu xanh đậm á là nó cái năng lượng mình nó lên nó sức cao như vậy. Nhưng mà sao ông cứ nấp vậy mày? Mày tao tin tao tát cái rụng hết răng của cái cây măng hồ mà ông mày tao cầu mày nhân tiền cứu nạn cậu đúng không cậu? Ông cầu như bà mẹ không mày? Ông bà càng nữa quýnh đi quýnh đi tao quýnh đi. Ông em tao mẹ. Đang điên khùng rồi mà mày cứ chọc chọc tao á thằng kéo hố. Em kêu mẹ rồi mày. Chết rồi, muốn như mộng mộng bảo là muốn ông à. Chú đang luyện công lên hả? Chờ chút đi. Thôi. Tao gánh mình tao gánh hết à. Đúng hiểu. Chịu nó muốn như mẫu là muốn cậu bảy sao nó lâu lên nó mèo mèo xanh đậm như vậy. Con nói là đây là xanh đậm gì? Xanh đậm gần là có ăn con bùa xanh nữa mới có màu xanh đậm chứ. Đây nè, tao có ăn bùa đâu mày, nó lên màu xanh nhạt nhạt con này. Chừng nào lên màu xanh đậm là nó sẽ lên cái sức mạnh. Một mình tao là tao căng hết. Mẹ ngu sao? Tụi ngu đấy biết con cơ. Tránh được đâu? Đang đi rừng mà nó trong rừng rồi. Ông ngồi nghỉ rồi ông tử. Chú này giống như con bà. Chửi. Tôi chửi chứ mẹ luôn. Nó ngu như con bà rừng tôi giờ nó vô trong rừng nó đứng nhẹ y như là. Ngu sao vậy trời. Mày tụi chửi rồi chứ. Ốc chó tôi rô. Mẹ cho nó chửi. Ốc tôi rô đúng rồi. Ngu. Mày ngu thì mày biến mẹ nó đi. Thằng rồn tôi rô. Mẹ mày con bò mà mày cho cũng được. Mày cho được con nào mày. Mày nói em nghe. Mẹ. Ông nghe biết giọng mày. Mày nói chuyện với ai á thằng quần. Mày biết tao gánh tim không? Gánh con cạch đụng đồ bò. Mày nói ông biết giọng mày. Thằng chó tôi rô. Ốc chó. Ông biết giọng mày. Tao trốn chua mấy thằng kia biếu lên ăn con bự mà sao vậy? Tao chửi cậu như con chó tàu hèn nào dám chửi tao mày hả? Mấy thằng đó rồi tao đi nó ra được mà mấy thằng cửa ngã nào rồi sao tao trốn á em xem cái nhà mặt dày thế là cuối cùng chơi game với cậu mình chơi mình phải biết nấp chỗ rồi mình quýnh lén rồi chứ mấy thằng kia ghè dữ bay cậu sắp bọt mà cậu nấp. Cháu bé Hiền, cháu theo chú nè. Chuột nó đẹp gái lên hai cái banh nó. Cháu cũng gửi ông biếu này luôn. Mẹ. Tao nói mày AFK mẹ đi giờ chúng nó chửi cậu nè. Cái thầy. Tao ghét, tao ra đây tao đứng tao AFK luôn. Quá. Mẹ. Mà chứ đang quýnh game mà AFK. Tao đứng đây tao AFK luôn. Thôi. Trời cậu ơi, trời tao ghét. Ông quýnh anh chết đi đêm trời nè. Chết, tao đứng á là em kè luôn. Cậu quýnh chết tao luôn. Chết gì vậy mày? Đừng. Tao thua, tụi mày cũng phải thua. Tao ghét. Mày tránh đi. Tụi mày chửi cậu mày nè. Sao mày giống mày nấu quen quen. Mày nhấn người bình định luôn à? Tao chết luôn á. Tao em kè luôn. Mày quần quýnh anh, quýnh ngu ơ mình mà sao? Mày nay mày kéo mày đừng lên rú tao nữa nhằn thành ầm ngựa bè, thành bà ngựa kia. Đúng rồi, chơi game là phải hai vợ chồng đi. Nhẹ, cái mình đánh nhau. Chơi game mẫu. Mày đây đừng rủ tao quấn liên quân nữa nha. Mẫu là chơi game. Kéo tụi bay khổ mấy áp âm binh. Mày số game đi rồi nó chửi ngốc nghe. Chúng nó chửi rồi mày số game đi Toro nó chửi kìa. Em xung nữa. Tao không cần chơi game luôn, ghét. Mày đừng cái tao nữa nha. Đâu tắt máy luôn. Khốn nạn, mấy lũ đạn, mấy ngầm binh. Cạn lần. Mấy quần nào giết tao đi á? Tao ở nhà luôn á. Hả? Thằng nào mà giết tao đi là tao chửi ráng chịu nha. Trời, tao thua, mày cũng thua. Dạ. Thua quá. Quýnh gì nữa? Quýnh gì mày? Tao cậu mày nói chuyện ai mày? Dám rụng răng nha mày. Chứ cậu quýnh gì cậu? Ember mà cậu đi sốc bọt cậu, chịu sốc bọt cậu đi đâu? Mình phải biết đều trận, mình phải biết giữ mạng mình vô trong bụi mình luyện công nè. Rồi mình mới ra mình ủi tụi nó chứ. Con hỏi cậu với con Toro mà đi vô trong bụi đó, cậu quằn trong đó, cậu luyện công cho nó lên cái dòng xanh. Cái dòng xanh là cái dòng cậu ăn con bùa xanh á.
cái dòng xanh đó là nó tự động nó hiện lên, nó sẽ có quay chứ à mày, mày không biết hết. Thôi lâu mày cùi mía, coi như mình thua thôi, đừng có suy nghĩ gì nữa hết nha. Là con số game được mày dẫn nào vô nó chửi tao ấy. Mấy thằng người đó nó cùi mía với mày, nó biết quýnh đâu mà. Sao tao nói mày trái lòng mày đang quýnh game canh tánh gì mà thằng quân nào dẫn tao đi á. Mày dẫn tao đi á. Tao cậu mày nha, tao cậu với mày nha. Thôi rồi, tao không biết đâu. Mày, tao trả lời mày. Không biết đâu. Quấn nó thì ngu. Nó ngã, cái máy nó ngã luôn. Quấn nó thì ngu mà lúc nào cũng suốt ngày do quán mộng quấn game. Tao kéo mà không nấu là không ai kéo mày nấu hết đó. Đúng rồi. Cái miệng mày nói mày nè. Nó chửi tao á là tao á là đĩa mà ra được á nha, thằng nhóc con kia, thằng bú sữa mẹ kia, cái thằng thằng đó tên Hùng, nó tên Hùng, thằng Hùng quần què chưa. Mày sao biết nó tên Hùng mày? Tao đập cái điện thoại một mày hầu hình vô hình không biết luôn. Mày giờ đi học á nha, trả mấy cho mày gấp, đi về đi học. Mày học lớp mấy đâu? Học lớp 6 em, mua đạo đức lớp 1 gì học lại không? Đạo đức lớp 1 hay đạo đức lớp 3? Cái con bé hiền này, thằng quần nào kéo tao đi lên á, tao cho bị thua tao vừa. Đang muốn chị gì không đâu. Tao vừa. Thằng con bé hiền này con gái ăn lứa nha. Tao vừa tao mét miệng mày. Tao vừa tao mét miệng mày. Giọng nó sao vú. Thua thâu tao nghĩ luôn. Thua luôn. Thâu đừng nói nữa, tao thua thâu. Tức chưa? Mấy đứa nhỏ tuổi học lớp 4 lớp 5 dám chửi tao. Thì giao cậu mấy kêu kêu. Mua đạo đức lớp 1 cho học lại. Mấy quần. Tao em kia luôn. Tao mày thua chí mày mày luôn. Mấy khốn nạn, mấy quần. Em kia thiệt rồi, coi mày coi. Bây giờ tao còn có một trụ ấm nước trong trụ rồi quýnh nhỏ. Tao em kia hả? Mày làm tao. Sao ông tí cái gì không mày? Tao đùng tao mới giết được người á. Mấy nào chơi vậy? Cái quần. Tao em kia luôn, tao thua cho mày thua luôn. Biến biến đi. Cái quần. Đứng trụ biểu biến vậy mày. Tao em kia biểu biến nữa. Tao cần quýnh quá mày. Thương trạng đây đối với tao không xin nhơ gì. Mà tụi bay cho tụi bay xuống chứ bùng sâu luôn. Cô nói cậu là quýnh ở trên đó là 200 ngàn hả nha. Tao cái sự đăng cấp của tao cần gì mày quýnh. Tao khả thua luôn. Ông đâu góp tiền đâu, ông sợ. Đúng không? Thua thâu. Mấy người mía. Cái máy nó ngu luôn. Chừng cái má tao hết nè mày. Cái máy hay cái má. Tao mấy chừng cái má. Thua vậy. Chấm dứt rồi. Chua. Mấy người quần đi. Quýnh thì cùi mía. Tao bị học lại. Tao cần gì sống mày. Tao chết luôn á. Tao ra tao chết luôn. Ra chết luôn. Mày muốn chết không? Tao ra tao chết luôn. Đó tao chết luôn. Tao chết luôn. Tao chết luôn. Anh Inverin là đúng. Anh Inverin nhưng cậu ấy là đúng. Tao wow. Đến. Tao chết luôn. Tao chết luôn. Tao chết luôn, tao chết luôn. Không, tao không cần nhà luôn, tao gì rồi, tao ở luôn. Mẹ mày. Tao gì? Mẹ cái thằng quần mày mất dạy mày. Nó trên mạng mà cậu biết nó ai, cậu tử. Mẹ mày kêu tao bằng chú á. Mấy quần. Mà sao cậu bé chơi câu rồi, cậu bé nó chơi cỡ nói, ai biết cậu bé ngá. Rồi. Từng thằng một báo cáo đi. Báo cáo mày ghê, kêu mấy rút mạng phá game cố tình bị hạ. Gà mà suốt ngày cứ biểu tao kéo sao mày. Tao vui với cậu bé, vui với cậu bé. Mấy rảnh quá. Con đi ía mà cũng ngon mà con nghe cậu bé chứ mà. Con Inverin là đúng. Ủa Inverin rồi em. Inverin mày. Bữa sau đừng kêu tao kéo nữa nha. Đục ở trong cậu bé điên rồi bỏ chứ. Đừng có chơi mà điên khùng. Cà giải mày bữa sau. Đúng rồi. Thử. Thôi. Ủa tên quen nào em. Cái thằng quần nào mà tố cáo tao vậy. Tên nó quen. Ghi ra là thằng Hân Hô tên tố cáo tao này. Vô làm game. Châu. Tao tố cáo tao mày. Vậy cậu bé kia nó không tố cáo tao. Đâu sao giờ tao quýnh hạng nữa mày. Châu. Nè em ở nhà mày anh kêu thằng nào về vô quýnh nha. Nó ngồi nói giận vậy thằng vậy. Mày ăn nói mất. Thằng nào nói mày. Thằng nào chửi mày. Quýnh nó còn ngu nữa chứ. Hả. Quá nãy anh Hân cảm ơn tên vô quýnh không.
mày ra nói chuyện tao. Mày thương mày. Thôi. Ấy là nãy anh Hân cảm ơn tên vô quýnh không mà sao. Sao cậu chấu mà mày trâu mày lắc ao tao rồi mày tố cáo tao mày. Nè. Rồi ba thằng âm minh nào. Nãy cũng bằng tên vô miếng vô giấy. Trời là bốn. Như cậu là nem. Quýnh một tên nem là quýnh 200 ngàn. Ừ. Quýnh là giấy nước 200. Bây giờ ông lợn chữ cà cà mấy đứa chữ. Cái giấy quần nào chữ tao dữ vậy. Quá. Quá. Nãy mày chữ rồi mày ấy. Ai biết. Mày trâu mày chửi tao mày. Cậu quýnh vô, quýnh đồng quá. Quýnh vô, tụi bay gái tao ghét tao bè kia chưa. Mày bước ra nói chuyện tao mày. Thôi. Mày bước ra. Bạn thấy không, con sợ kia mày lý đúng không? Con sợ kia mày lý quýnh vậy thôi chết rồi. Trời dí à. Dí à. Trời ơi. Nói thiệt với các bạn giờ. Anh em nào cái chơi game nói chung cái đây là nó là đời sống hàng ngày vậy các bạn, chơi game là quýnh lộn quýnh lậu đó. Quýnh chơi game cái đây là chơi game mà dí quýnh nha anh em đó cũng xách dép nữa. Thôi mày chơi game mày bữa nay xóa điện thoại tao luôn nha thằng quần chưa. Nhưng mà tao kéo mày vậy á. Nhưng mà nó tố cáo cậu bay ấy. Mày nó tố cáo lần xuống tầng tao mười mấy hai mươi hai mấy thì tính khu hai mấy sao quýnh kia ngay. Thôi bình tĩnh. Tức giận mày. Thôi mày con cháu vậy đáng đồng tiền không? Đáng không? Mẹ cậu bay đơn giá dân hiến nó chửi cậu ép tá con này không ra. Tao ghét tao ép kè luôn chứ. Hay có khi nào tao dập nào tao uống đó. Mấy giờ tao gì tại ban. Hay khi nào nó cho cậu bay. Chết rồi. Trời. Mấy kia kia mà chào tao đi. Đừng. Lỡ thông à. Tụi bay xuống lại bay chửi tao bay cho tao làm cha làm chú. Thôi. Làm cậu làm mẹ bay cho mất vậy giữa bay. Mấy thằng khốn nạn mấy thằng binh đó đều nên mang. Tiền xíu quách kia. Trong tất cả thơ. Thôi nha bây giờ nói cậu bay nghe. Cậu bay bỏ game xóa game mày. Đừng có chờ mấy con nít nữa. Quen gì nhục nhẹ. Thấy không. Mẹ nó chửi tao. To cái đeo mẹ đớ nó kêu ấp chó. Mình ấp ngừ mà. Tao vừa tao bán trứng. Thôi cậu bay đứng một. Điền máu thì ok các bạn nha. Một người chơi game ngu nhất là nóng tính nhất thì sẽ ăn nhân. Cho nên là những ai thấy cái tên là bay gà thì né. Nhớ mày tạo nha. Tạo gì à? Mày đem đi quay tao gì à? Thì đi theo cho vui với làm gì cơ hả? Thấy gì tao ăn cứng mày đi đâu? Anh em đi theo cho nó có niềm tin. Nhớ mày mà tao á. Mày chúm lại mày chơi tao. Mày xóa số điện thoại tao luôn mày ơi. Tao muốn nói tao mày. Xóa số điện thoại tao luôn ơi. Trời xúm bè bè uống thằng xúm lại. Rủ tao quýnh liên quân rồi. Chữ tao. Mày khốn nạn rượu đạn. Không. Nói chung là cậu bay đinh nha. Nhưng mà hơi ấp chá. Tự nghĩ sao. Má mẹ mày. Bị mấy thằng cháu nó chơi ấp chá vậy đó. Thua game. Tao tối nay tao lên nạn tao. Đây là chân dung thanh niên nha các bạn. Thua game với thằng cháu. Chạy 2 vòng. Chạy 4 km. Ha 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 ha!